đằng sau vụ ngọc nữ Đài Loan nuốt 20 quả trứng sống ở game show. Hà Dư Mân cho biết chỉ làm theo kịch bản của nhà sản xuất. Cô không thể từ chối vì có địa vị thấp trong showbiz. Ngày 24 tháng 4, China Times đưa tin nữ diễn viên Hà Dư Mân lần đầu chia sẻ về ồn ào cô từng nuốt trứng động vật sống khi tham gia chương trình truyền hình vào năm 2020. Thời điểm đó, người đẹp công chúa Hoài Ngọc hứng vô số chỉ trích vì bị nghi ngờ dùng chiêu trò gây sốc để nổi tiếng. Theo Hà Dư Mân, ban đầu cô không đồng ý ăn thực phẩm chưa nấu chín trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, ekip sản xuất yêu cầu nữ diễn viên phải thực hiện theo kịch bản nếu không sẽ loại cô khỏi game show. Vì đang ở hoàn cảnh khó khăn sự nghiệp, cần tiền nuôi con sau ly hôn, Hà Dư Mân đành chấp nhận làm theo. Tôi biết bản thân có thể vướng tranh cãi nhưng không có lựa chọn nào khác ở thời điểm đó. Một ngôi sao hết thời, không còn tiếng nói, chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của người khác. Tôi cần nguồn thu nhập để chăm lo cho các con, Hà Dư Mân chia sẻ về tình cảnh của mình. Theo diễn viên Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, hậu quả của việc ăn hơn 20 quả trứng sống là cô nhập viện ngay sau buổi ghi hình. Hà Dư Mân bị nhiễm trùng huyết. Hà Dư Mân sinh năm 1977, từng là ngọc nữ một thời của màn ảnh Đài Loan. Cô nổi tiếng khi học trung học, bước chân vào giới giải trí với vai trò ca sĩ. Hà Dư Mân tham gia đóng vai phụ trong Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, bản năm 1999, phiên bản do Lương Tiểu Băng và La Trí Tưởng diễn chính, Công Chúa Hoài Ngọc. Năm 2012, Hà Dư Mân kết hôn với Thiệu Thiên Thành, thiếu gia của một công ty hóa chất có tiếng tại Đài Loan. Thiệu Thiên Thành ép nữ diễn viên từ bỏ sự nghiệp, ở nhà sinh con. Tháng 4, 2020, vợ chồng Hà Dư Mân ly hôn, cô nhận trách nhiệm nuôi hai con gái. Vì sự nghiệp đã xuống dốc nên Hà Dư Mân gặp khó khăn kinh tế. Cũng trong năm này, Hà Dư Mân bị bắt vì tội tàng trữ thuốc lắc, phạt tiền gần 500 USD. Từ đó, hình ảnh ngọc nữ cô xây dựng sụp đổ, sự nghiệp xuống dốc. Hà Dư Mân chuyển sang làm MC cho chương trình Khang Hy Đến Rồi nhưng bị đánh giá là mắc ta tẻ nhạt nhất.